nạn yêu năm châu bốn biển khổ
tâm niệm Phật thường thường cứu khổ, tự phát nguyện tự độ cho mình, hành theo chánh nghĩa trong kinh mới là thoát tục. Hình trầm luân để dạy mẹ dần mẹ dần bé thần thông cảm ứng hộ trì, biết mà mình phát nguyện quy y thì con dập tắt sân si cõi lòng. Lời nói thông đồng tâm phiền nào chỉ là lời do bảo cật buồn, qua cơn giông dữ gió lùa có đâu là thật hơn thua với đời. Đã từ lâu con người sống già cảnh vô thường báo ngã luân hồi, vì lòng cô chấp không thôi tánh quen càng bướng xem trời là chi. Đó cắn vào A Tỳ Địa Phù chiếu phát hành đầy đủ phép tiên, ngu khờ gì cánh kim tiền để tạo nghiệp khổ lì phiền cho thân. Hàng gian ức linh căn nam nữ có học mà quên chữ thánh hiền, chừng nào khi sống lặng yên mới hay thảm quả nơi miền thê lương. Thân mẹ là chỗ nương trời đất, trong mười phước đức Phật ba đời, con trần lòng bạc hơn vôi vì tiền mà muốn hại đời mẫu nghi. Mang kiếp này bút ghi lịch sử, muôn ngàn đời hiến chữ không phai, ai sanh tạo quá muôn loài mười năm thai thánh quả nhồi đớn đau. Sanh được trần thét gào bốn bể, thân mạng rồng ngọc thể hao gầy, dưỡng nuôi âm chất hoặc khai, nhọc nhằn nào qua đắng cay mỗi phần. Từ bao kiếp soi dẫn định ni mệt, chưa một ai nhắc đến mẹ mẫu đây. Đạo đời nam nữ gái trai đành lòng phụ bạc hơn dài thù lao, kinh khuyên thiện một bầu vũ trụ, chân lý truyền đầy đủ lời châu. Nhưng hành mấy kẻ cơ cầu toàn là những đứa kính đầu ngõ ngang, đường đạo pháp phùng mang trận trăng, tâm cống nghe cao nổ nạt tổ thầy. Mẹ buồn ngọc đổ tuôn dài từ bao nhiêu kiếp đó đại vì con, nơi cung điện đài son vẫn trẻ
tiếng con khờ có thể lời châu. Mẹ già luôn nhấn nghẹn ngào tiếng bài hỏi yến ban đào quanh hiu. Xuân hạ về nắng chiều miên bóng ngăn hé cửa trời mẹ ngóng chờ con. Đêm buồn tin với mỏi mòn tiếng ghe đàn khúc ca nỉ non thảm sầu. Thương nhớ kẻ mẹ dạo cần tôn trời tỏ vàng thiên trốn lầu bay. Xuống trần ăn đắng nuốt cay cũng vì phàm giả mấy ai nhân hiền. Quý vị đang xem trực tiếp live stream từ đạo tràng chùa Minh Nguyên, Huệ Nhận, núi Vinh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày 15 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, tức là lễ Hạ Nguyên. Chúc cho quý Phật tử, quý linh tử, con Phật, con mẹ đặt nhiều phước báo, vạn sự an thương và cát tường như ý nguyện. Kính thưa quý Phật tử, quý mạnh thường quân kính mến, như vậy là việc sửa chữa điện Tam Tòa Thánh Mẫu đã được tập phần thành tựu viên mãn. Sáng ngày mai 16 tháng 10 âm lịch, chúng tôi ban quý tế điện Tam Tòa Thánh Mẫu cũng như Huệ Nhận có thỉnh trước 30 vị sư thầy tăng ni về tụng kinh cầu an vị vô thần nhập tượng tại điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Ngày mai 16 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần chính thức là lễ an vị tạ ơn mẹ, tạ ơn Tam Tòa Thánh Mẫu đã phò trì cho chúng tôi sửa chữa điện Tam Tòa Thánh Mẫu đã được trang nghiêm. Một lần nữa, thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên, Huệ Nhẫn, điện Tam Tòa Thánh Mẫu, xin được tri ân quý ân nhân Phật tử, quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho điện Tam Tòa Thánh Mẫu được trang nghiêm, làm nơi chiêm bái tu học của hàng linh tử, con mẹ, con cha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Tiếp theo thì chúng tôi xin được thông báo chuyến đi từ thiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Hiện nay chúng tôi đã nhận được đủ là 2 tấn gạo và 200 thùng mì, cộng với 500 phần quà cho các trẻ em dân tộc bán trú tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Hôm nay chúng tôi đã thanh toán tiền gạo tiền mì là 43 triệu, tức là 2 tấn gạo và 200 thùng mì. Như vậy thì chuyến đi của chúng tôi chỉ còn thiếu một số vật dụng như là nước tương, dầu ăn, bột ngọt, muối. Mỗi một phần khoảng 100 ngàn nữa, như vậy là khoảng 20 triệu nữa là đủ chuyến đi. Và còn chuyến xe là 15 triệu. Nếu qua live stream này quý vị được lắng nghe, có duyên thì chúng ta mỗi người hùng một chút, giúp cho Huệ Nhận hoàn thành nhiệm vụ có chuyến đi từ thiện tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Nơi đó bà con rất là khó khăn trong lúc đợi mùa vụ sắp đến, thì chúng ta đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng những phần quà ấm áp. Đó là một việc làm thiết thực và đầy đủ ý nghĩa. Mong rằng quý Phật tử chúng ta hoan hỷ. Vừa rồi chúng tôi nhận được sự phát tâm đặc biệt của Ni Sư Thích Nữ Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc
và hội từ thiện Phật tử đạo tràng chùa Minh Đức Khánh Hòa đã ủng hộ 100 phần quà. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của Phật tử, bà con Phật tử ở Cần Đức, quý Phật tử ở Long An, đặc biệt là Phật tử Lê Thị Phương, để giúp được 1 tấn gạo và 100 thùng mì. Và hôm nay chúng tôi nhận được sự phát tâm của cô Nguyễn Thị Bích Ngân, pháp danh là Diệu Tâm, ở Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, ủng hộ 500 phần quà cho trẻ em trị giá là 25 triệu đồng. Như vậy thì chuyến đi cũng tạm ổn. Sau khi thanh toán gạo và mì, chúng tôi quyết tâm là thêm mỗi vị 1 ký đường, 1 bịch bột ngọt, 1 chai nước tương, 1 bịch muối, 1 phần thì khoảng 100.000 nữa. Như vậy chúng tôi cần khoảng 20 triệu và 15 triệu tiền 1 chiếc xe để đưa đón chúng ta đến từ chùa Minh Viên đến với huyện Cư Rút. Như vậy thì tổng kinh phí chúng tôi cần nữa là 35 triệu nữa là chuyến đi sẽ được chu đáo trang nghiêm. Hy vọng qua livestream này quý Phật tử chúng ta cũng trợ duyên giúp đỡ để cho nguyện nhẫn cũng như phái đoàn của chúng ta, bà con mình ai có thời gian thì tháp tùng đi đến đó một lần cho biết bà con dân tộc ở huyện Cư Rút Đắk Nông rất là đáng thương, đặc biệt là các em nhỏ trên vùng cao cuộc sống rất là khó khăn. Chúng ta sẽ có phần quà ấm áp đến với mọi người. Hy vọng rằng phước báo này dâng lên ngày khánh vía của Phật Mẫu Diêu Trì trăng 10 thập bát. Các mong sự phát tâm của quý vị để dâng lên cho mẹ, báo công cho mẹ nhân ngày khánh vía chúng ta làm được một việc làm thiết thực như là Phật. Mẹ chợt nhớ đài tiên triệu gọi, nhớ tiên đàn nhạc hội Long Đình. Kỳ ba hạ thế truyền kinh, âm thầm nơi chốn phòng quần. Đôi dòng ngọc sớm chiều đồng mưa, nguồn suối mỗi một ngày ngóng đêm trong, cớ sao con mẹ đành tâm hững hờ. Ngược thời gian đôi bờ bi ngang, cơm nước chiều sắp cạn thâm tình. Cam lộ tình thủy một bình, pháp hoa mẹ rưới truyền kinh cô đời. Con trần mãi mến mọi vật chất, ham kim tiền chưa cắn tủ kho. Lòng thành bon sen xó đo, chạy theo danh lợi chẳng lo tu hiền. Màn đêm thi kỳ yên tư hiếu, mẹ sẵn ban nào thiếu lộc tài. Chỉ mong già trẻ gái trai làm ăn sửa tấm lòng trái Di Đà. Cha mẹ tuổi đã già coi, mắt đã mờ tiếng nói rung rung. Trần gian chế nhạo mẹ cùng, kẻ khinh người bia khắp dùng con dân. Mẹ có xuống dương trần mới rõ, cảnh thế gian lớn nhỏ hung. Không tu ăn nói xấu sàng, có tu thì
mang chửi thề đau đớn đạo bồ đề nghiêng ngả bởi con căn đã nhiễm quá trần lòng già chật thấy bâng khuâng mới tìm phương tiện tiến dân tu hiền khai bút điển pháp truyền ngọc ân màng sao cùng độ tận sanh linh kỳ ba có phật hữu hình bảo toàn chân lý tâm kinh mẫu hoàng thiền bát ni nhã cẩm nang chánh ni đạo chứa kinh ni tạng pháp ba bảo diệu kỳ kim ngôn điệp bút mẹ ghi cứu con ba tâm kịp quy về hiền nhân đức mọi bề an ngon thoát rừng tiền tìm chốn an vui niềm tin với mẹ tại đời sắc son một dạ không lời đổi thay dù gặp cảnh đắng cay nhòi nhã cùng hận lòng đạo quả thiên liên tôn thờ lời mẹ phán truyền mẫu cho thành đạt Phật tiên tại trần không chấp với hoài sắc thân dị tướng trọng hạnh lành vô lượng thánh ni tâm có trên tam giáo hội đồng kiến nghi tam niên rồi chính lòng nào sai năm nhâm mi ngõ lẻ hai mẫu truyền mở hội trời mẹ điểm linh căn hoàng khai đạo pháp thiên hoàng đành bổ ngọc tứ ân kiếp giờ lòng thương con bên bờ vô tận gã ô phiền mẹ dẫn con mình mẹ đâu đành đoạn dứt tình trần gian nhiều đứa niềm tin hiếu hiền nên mẹ xuống truyền lời châu ngọc mong rằng con tu học cho quen trở về giữ hỏi minh hoàng kỳ ba còn có một lần này thôi rồi vạn ức niên thời đâu gặp chân lý truyền phổ cập đại thừa đó chiều trong buổi thị trưa có mẹ chiều lai rước đưa con về bình dương là chốn quê hương trẻ cảnh non bồng hé nở thương con mẹ nói thiệt tình chỉ cho con hiểu bạch minh phận thường chấm dứt đời hạ quân ngũ trượt qua ác lòng bảo ngựa con người cảnh là biển khổ luân hồi vô anh trời trụ thân hành tạo tội đỏ căng mạc kiếp chỉ
chịu cổ sầu quan nghiệp trả dai. Từ bao đời kiếp đến nay, mỗi phần thọ lãnh nghiệp dài hồn linh. Kỳ ba mở lòng đình điểm đạo, mẹ nghe lòng rơm mau tái tê. Căn tiên quên mất đường về, lạc vào ngõ vắng rừng mê kim tiền. Tham sân giận nơi miệng đầy dây, lặng hợp trong điện ấy buồn trồng. Quên tàn khổ nạn khắp cùng, lòng từ hé nở độ tha cho người. Nôi gót Phật của thời qua khứ, lòng tôn thờ nét chữ tâm kinh. Hướng đời thánh đức triều minh, trong màn đại hội thiên đình thượng ban. Cơ mai tạo sải sàng linh tử, cõi giới nguồn sao chữ Di Đàn. Nguyên tàng ít Phật nhiều ba, con đâu mà thấy mẹ già châu rơi. Thân vàng ngự mái tròi của nhà, lòng ấm thầm miệng ác nhiều ngao. Tiếng ca hòa giọt lệ sầu, niềm thương nhớ trẻ dòng cháu tuôn trào. Khóc cho đời dương mang thảm quả, đường tử sanh bao ngã vô thường. Sáng hòn như khói mù sương, trăm năm kiếp ba tạng sầu dương lệ hồng. Con ơi cảnh tan bồng biến đổi, đời phụ sinh sớm tối ai ngờ. Đau lòng tình mẹ màng cơ, xuống trần phiêu gọi con khờ có hay. Lạc một con lẻ bày dạng đứa, từng giọt hồng đồng ứa bờ mi. Lòng mẹ già lắm sầu bi, thương con mẹ xuống trường thi kiếm bài. Đối với đạo trong ngoài văn tộc, tánh ham mê lục dục thất tình. Có lòng gõ mõ tụng kinh, nhưng nghe còn mê muội vô minh ngang tàn. Cả một bầu nam ban vũ trụ, có mấy ai đầy đủ niềm tin. Nhắc ra càng thấy buồn tình, vì thương mẹ thả nguồn kinh giải bài. Kiếp vô thượng giảng dài xương gió, con nam nữ lớn nhỏ trẻ già. Nghe lời mẹ điệp lòng qua, cùng nhau trở lại quê nhà mẹ mong. Còn một chiếc thiện rồng Phật mẫu, cặp đôi bờ sông hậu gian. Kỳ ba mẹ đã
dọn đường cho trẻ kịp sang trở về, cố gắng tu trở về với mẹ. Mẹ mong chờ có lẽ ngàn hai giọt sầu rơi đọng từng trang, có hay tình mẹ hạ sang xuống đời. Quý vị đang xem live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên, Huệ Nhận ở núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là lễ hạ quân ngày rằm trăng tròn tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý vị có một buổi tối an lạc. Trân trọng kính mời quý Phật tử nhân chút thời gian quý báu sau đại lễ trăng 10 thập bát vào ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, nhân chút thời gian quý báu tháp Tồn Cùng chùa Minh Duyên, Huệ Nhận đến tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Trước là thăm hỏi sức khỏe bà con, sau là tặng những món quà ấm áp đến cho bà con dân tộc thiểu số huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Rất mong quý vị nhân chút thời gian quý báu tháp Tồn Cùng đoàn đi đến nơi đó để thăm hỏi và trao quà cho bà con khó khăn tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Hiện nay chuyến đi của chúng tôi đã nhận được 2 tấn gạo, 200 thùng mì, 500 phần quà của trẻ em. Như vậy bây giờ Huệ Nhận cần 200 bịch muối, 200 bịch đường, 200 bịch bột ngọt và 200 chai dầu, dầu ăn và một chuyến xe. Qua live stream trực tiếp này, Huệ Nhận kêu gọi sự phát tâm của quý vị để giúp cho bổn đoàn của chúng ta được thành tựu viên mãn. Xin nhắc lại, Huệ Nhận cần 200 bịch muối, 200 bịch bột ngọt, 200 bịch đường, 200 chai dầu ăn. Quý vị có chi đóng góp đó ủng hộ cho đoàn để Huệ Nhận, và mong rằng nếu có duyên lành quý vị ủng hộ chuyến xe từ thiện từ chùa Minh Viên đến với huyện Cư Rút, tổng kinh phí là 35 triệu. Nếu có đầy đủ thiện duyên, xong mong mọi người đóng góp. Thầy chào Khánh Huy, Phùng Lê, chào cậu Năm, Gò Công, chào cô Phượng, chào Trịnh Tiền, chào Nguyễn Thọ. Xin chào mọi người đang xem live stream trực tiếp trên màn ảnh nhỏ được phát trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên. Chuyến đi là ngày 18, 19, 20 tháng 11 năm 2002 nhằm ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch. Sau lễ trăng tròn thập bát một tuần lễ thì đoàn của chúng ta sẽ đi đến huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Xin chào Ngọc Bích. Hiện nay thì chúng ta đã chuyển bản đến với huyện hội Cư Rút, tỉnh Đắk Nông là 43 triệu, gồm có 2 tấn gạo và 200 thùng mì. Như vậy thì mỗi phần quà sẽ được 10 ký gạo và 1 thùng mì. Vì một lần đi một lần khó, cho nên nhân dịp đây Huệ Nhận cũng kêu gọi thêm là mỗi phần một bịch bột ngọt nửa ký, một ký đường, một chai dầu ăn 2 lít và một bịch muối, khoảng 100.000 nữa. Rất mong là quý vị ủng hộ thêm để cho một phần quà chúng ta có 10 ký gạo, một thùng mì, một ký đường, nửa ký bột ngọt, một ký muối và một chai dầu ăn. Như vậy thì món quà sẽ được chu đáo hơn. Rất mong mọi người đóng góp. Hôm rồi chúng ta chỉ có xin gạo với mì thôi, thì gạo mì hôm nay đã đủ rồi. Như vậy thì có duyên thì bà con đóng góp tiếp. Vừa rồi thì Ni Sư Thích Tử Thông Khánh
Phật tử Tâm Phúc và đạo tràng từ thiện của chùa Minh Đức Khánh Hòa đã ủng hộ mình được 100 phần quà rồi. Rồi bà con Phật tử Hùng, trong đó có Phật tử Lê Thị Phương và quý Phật tử đã đóng góp được 1 tấn gạo và 100 thùng mì. Như vậy thì chỉ còn thiếu đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương và muối. Nếu có duyên thì bà con đóng góp thêm phụ với quỳ nhẫn để cho chuyến đi được vui vẻ, được quan hỷ. Ta nói một nắm khi đói và một gói khi no. Lúc này thì mùa vụ trên huyện Cư Rút Đắk Nông chưa tới, cho nên bà con thì cũng đang thiếu thốn. Nếu có duyên lành thì chúng ta đóng góp. Chào Nguyễn Lan. Ngày kỷ niệm trăng người thập ban, tấn lòng thành dân mẹ diêu cung. Mẹ ơi dương thế trần điền, mạng ba con mẹ đạo điên vô cùng. Cứ mãi theo tranh đua vật chất, đã lợi quyền quên mất tình thâm. Gieo duyên lập phước bồi công, trở về với mẹ sân rồng mẹ vui. Con phát nguyện sau ngày đại lễ, có 3 ngày 2 sáu 2 7 tháng 10, tâm thành con trẻ dậy thời hiệp cùng Phật tử để huynh chung lòng. Từ minh duyên về miền Cư Rút, tình đất nông ở nước Việt Nam. Trước là thăm viếng để sao là lập đức bồi công dạy thời. Minh duyên huệ nhẫn mở lời, kêu trong tính lý nữ thiện nam dạy thời. Đồng hồng phúc gieo duyên bội đức, góp 3 điểm mê tô 3 tấm vui cùng. Ở miền Cư Rút đi đất nông, bà con cô bác khổ cùng lắm thay. Nếu đặng phước đủ công nhân đức, đồng cùng nhau hùng lại sớm chia. Nghĩa tình ấm áp sớm gọi là đồng loại tương nhau vậy mà. Mình ăn hết người còn để đó, mình sức chia phước nọ biết bao. Là con của mẹ diêu trì, là con Phật mẫu cung di định. Mẹ dạy trẻ có lòng thánh thiện, biết sẻ chia nhân ái chan hòa. Người đời có khúc có thời, rày đây mai đó ai tưởng ngày sau. Lập công đức khi về bên mẹ, đặng thưởng hy ban phước quả vô song. Chào Đô La Dương, chào Phương Lê. Thầy cảm ơn Phương Lê đã mở hàng cho chuyến đi Cư Rút Đắk Nông đã được 70% ra. Giờ đây chỉ cần 1 bịch muối
một bịch đường, một bịch bột ngọt, một chai nước tương, một chai dầu ăn vô trong một phần quà. Nữa là chuyến đi của chúng ta sẽ được thành tựu viên mãn, được 100 phần quà của Ni Sư Thông Khánh, Phật tử Tâm Thốt và Đạo Tràng Phật tử Chùa Minh Đức Khánh Hòa. Còn 200 phần quà của chúng ta thì đang thiếu một bịch muối, một bịch bột ngọt, một bịch đường, một chai dầu ăn, một chai nước tương. Hiện nay chúng ta có luôn 500 phần quà cho trẻ em dân tộc ở vùng cao, ở trường bán trú, ở huyện Cư Rút, do cô Nguyễn Thị Bích Ngân phát danh là Diệu Tâm ở Phước Tỉnh, ở Long Điền đã ủng hộ rồi. Như vậy thì hiện giờ thầy còn thiếu một chuyến xe đi và 200 phần, gồm có nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường, muối. Bà con mình ủng hộ giúp quỹ nhẫn nha. Qua livestream này thầy cũng cảm ơn cô Lê Thị Phương đã mở hàng cho chuyến đi được rất là suôn sẻ. Thầy cảm ơn nhiều nha. Còn ai mở hàng trong bữa tối đêm nay không à? Ngày mai An Vị Mẫu ở Điện Tam Tòa Thánh Mẫu, thầy sẽ làm sớ văn trình tấu lên hết những tấm lòng của quý Phật tử, những tấm lòng của Phật tử đã hồn vào việc sửa chữa Điện Tam Tòa Thánh Mẫu, thì hôm nay thầy đã làm sớ văn hết. Ngày mai 30 sư Tăng Ni sẽ làm lễ cầu an An Vị Thánh Mẫu và dân tấu sớ trình lên Phật Mẫu công đức vô lượng của quý vị. Ngày mai vào lúc 9 giờ sáng chúng tôi sẽ tiến hành làm lễ an vị mẹ và trình tấu sớ văn công đức phương danh của tất cả con cha con mẹ, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý vị ân nhân đã phát tâm cúng dường sửa chữa Điện Tam Tòa Thánh Mẫu, cũng như bà con cô bác đã phát tâm công chuyến đi từ thiện Cư Rốt Đắk Nông, sẽ được trình tấu vào trưa ngày mai tại Điện Tam Tòa Thánh Mẫu Chùa Minh Viên ở Di Đà Phật. Thầy cảm ơn Hương Lê nhiều. Tạo công đức đành về quê cũ, trước thăm tình của mẹ chiêu cung, con về lại mẹ mẹ thương, trẻ nay bọc bạch đôi lời mẹ nghe. Tâu với mẹ vì tình đồng loại, chữ nhân hiền ghi tạc trong lòng, gọi là chia sẻ thâm tình, gọi là thăm hỏi đạo đồng cùng tu. Từ Minh Viên con về Cư Rút, tỉnh Đắk Nông nước dị an bình, trước là thăm hỏi bà con, sau là gửi tặng món quà nghĩa nhân. Gieo ơn đức con về dân mẹ, lập công này dân mẹ kính thương, trăng mười thập bát tòa chương là ngày kỷ niệm mẫu nương danh đàn, phụ hơn trung nơi quyện thành cô, tình thiếp tay miêu cổ ứng linh, vua đường thiết ca lập điện vàng gọi là qua điện mẫu hoàng giáng lâm, đông phương sóc tây đình thần mẹ, thương chúng sinh mẹ hạ trần hồng, giúp đời hậu đảo dây thời lưu truyền, sự sinh ngàn năm lưu
đập trong thành phước nọ hiển danh. Ngài về bên mẹ dẻ dang cúi đầu lại mẹ Trần Hoàng đã xong. Gieo phước đức dung trọng cõi rễ lại mẹ thương mình chứng cho lòng. Con nay lại mẹ bao công dâng lên cho mẹ tay bồng mẹ vui. Dạ thôi, buổi livestream đến đây được thành tựu viên mãn. Thầy cảm ơn sự trợ duyên của quý Phật tử Linh Tử Mạnh Thường Quân, quý vị ân nhân khách quý đã giúp cho Huệ nhận. Sau khi nghe livestream này vài ngày suy nghĩ, nếu có duyên lành xin quý vị đóng góp giúp cho Huệ nhận cho chuyến đi từ thiện được thành tựu viên mãn nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phật.